Ăn quả Ok. cầu để tăng sức mạnh. Cái này thì không gọi là thần kỳ lắm. Thần kỳ có nghĩa là nó phải có cái yếu tố nó hoang đường, nó có yếu tố mà nó không phải thuộc về con người á. Còn cái Dạ, chỗ này ông thì trời xuất hiện. đúng rồi, là Ông sự trời. xuất hiện của ông trời, là sự xuất hiện của ông trời. Và thứ hai là gì? Không không có trong đoạn clip chiến thắng của Tao Mà Xoay, nhưng mà có trong cái phần tóm tắt tác phẩm á. Và cái phần đâm xăng biến thành con ruồi. À, đâm xăng biến thành con ruồi, đúng rồi đó, bay vào mẹ của người chị tên là Hờ Ân và đẻ ra đâm xăng cháu. Còn chi tiết nữa thực ra còn nhiều, nhưng mà ấn tượng với một vài chi tiết, chẳng hạn như là đâm xăng đi bắt nữ thần mặt trời, đi cầu hôn nữ thần mặt trời về làm vợ, đúng không? Thế thì tụi con thấy cái yếu tố thần kỳ ở trong sử thi đó nó khác gì với cái yếu tố thần kỳ xuất hiện trong truyền thuyết mà tụi con đã được học, ví dụ như sơn tinh thủy tinh rồi bánh chưng bánh dày rồi thánh thánh giống, và hôm nay chúng ta sẽ học An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Thì con sẽ thấy là có cái điểm sự khác biệt với cái thần kỳ này là gì. Ai giỏi nè? Rồi bây giờ yếu tố thần kỳ ở trong Sơn Tinh Thủy Tinh là gì? Vua Hùng có không? Vua Hùng là một người bình thường, có nghĩa là không phải là yếu tố thần kỳ. Rồi cái chuyện có chuyện nào nè? Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, đúng không? Rồi cái chuyện mà Sơn Tinh dân tức là thủy tinh dâng nước cao lên đến đâu thì Sơn Tinh cho núi non mọc lên đến đấy, đúng không? Ở trong thánh giống thì là gì? Là cậu bé giống đánh giặc, đánh một cách rất là thần kỳ, đúng không? Rồi gì nữa? Bánh chưng bánh dày, mọi chuyện sẽ diễn ra một cách rất là bình thường, lan liêu, có thể sẽ giành được chiến thắng, nhưng mà sẽ phải khó khăn hơn nếu như không có được sự giúp đỡ của ông Bụt. Như vậy là các bạn thử xem coi cái yếu tố thần kỳ, cái vai trò của nó trong thể loại sử thi khác gì với trong thể loại truyền thuyết nè. Không có bạn nào thấy luôn. Thiện, thế không Thiện? Thiện ơi. Dạ không. Không luôn. Đây cô gợi ý ha. Hương thấy không Hương? Hương Dạ. ơi. Thấy không con? Theo em hả cô? Theo em thì Ờ, hơi ờ, ờ. cấu xíu. Thấy sao? Em thấy nó hơi hơi cấu xíu cô. Thì hư cấu thì cả hai đều hư cấu chứ xíu gì nữa. Đã mình đã nói ở đây nè, là đều có yếu tố thần kỳ mà, đúng không? Em cũng biết nữa cô. Nhưng rồi cô nói nha, nhưng sự xuất hiện của yếu tố thần kỳ ở trong sử thi nó sẽ gọi là nó gần như là tất yếu, gần như tất yếu để biểu đạt cái ý nghĩa của thể loại này, để biểu đạt ý nghĩa của thể loại. Ví dụ ý nghĩa của thể loại sử thi là gì, hôm trước cô nói rồi, đó là khắc họa cái vẻ đẹp lý tưởng của người anh hùng, mà cụ thể đó là người anh hùng đâm xăng. Rồi còn gì nữa? Còn thể hiện cái quá trình chinh phục tự nhiên của con người nữa. Quá trình chinh phục tự nhiên. Thì nếu như không có yếu tố thần kỳ thì chúng ta sẽ không thể nào biểu đạt được những cái ý nghĩa này của sử thi, đúng không? Thế nhưng mà ở trong truyền thuyết thì yếu tố thần kỳ đóng vai trò, nó giống như là một cái chất xúc tác ha, nó đóng vai trò như là một chất xúc tác thôi, chứ nó không phải là cái yếu tố mà gần như tất yếu. Nghĩa là nếu như không có yếu tố thần kỳ, bây giờ giả định nha,
không có yếu tố thần kỳ thì cái nhân vật đó sẽ bớt lung linh hơn thôi, sẽ bớt lung linh hơn, chứ còn nhân vật đó vẫn đẹp, vẫn được xây dựng theo ý đồ của nhân dân ha. Nhưng mà nhờ có yếu tố kỳ ảo cho nên nó trở thành cái chất xúc tác để làm cho nhân vật và sự kiện lịch sử trở nên lung linh hơn. À, đây là hai cái điểm mà cô muốn các bạn lưu ý kỹ ha. Mai mốt khi học cổ tích, cô sẽ cho các bạn tiếp tục so sánh với cổ tích nữa. Thì cái bảng này nè, các bạn có thể là có thể là thôi mai mốt chúng ta kể lại với bạn khác cũng được. Rồi bây giờ nói xong về khái niệm rồi. Bữa đó chúng ta có ghi cái phần đó là nó gắn liền với văn hóa lễ hội dân gian không? Nó gắn liền với văn hóa lễ hội. Và di tích lịch sử. Rồi, tại vì nó là một phần của lịch sử mà. Hôm trước cô đã giảng cái chỗ này rất là kỹ rồi, nhưng mà hôm nay có bạn mới nên cô sẽ nhắc lại một chút xíu. Nghĩa là cái chức năng phản ánh lịch sử á, của truyền thuyết là rất lớn. Chỉ có điều là thay vì lịch sử thông thường sẽ phản ánh theo cách thông thường là sẽ ghi chép, rồi chỉ đơn giản là ghi chép lịch sử thôi, thì truyền thuyết sẽ phản ánh lịch sử theo kiểu đó là lý tưởng hóa nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sử, phải không nào? Theo một cái cách rất độc đáo của riêng nó, đó là nó được sử dụng yếu tố thần kỳ ha, theo xu hướng lý tưởng hóa, được chưa? Cho nên nó chắc chắn sẽ phải gắn liền với văn hóa lễ hội dân gian và di tích lịch sử. Cô ví dụ như là ở đây thì ít á, nhưng mà các em ra ngoài Bắc á, các em sẽ thấy rất là nhiều. Ví dụ như hôm trước cô đi Hà Nội á, thì cô thấy, tức là trong một cái lần đi đó thì cô, mặc dù là công việc của cô rất là bận và cô không có thời gian để mà đi thăm thú ở đâu hết á, nhưng mà cô nhất định là, dù cho cô không đi đâu được, nhưng mà cô nhất định cô phải đi thăm đền Cổ Loa. Cô chiết ra một cái khoảng thời gian để cô đi thăm Cổ Loa Thành á, ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Thì khi mà, tức là cái trên đường cô đi á, thì cô thấy là từ rất là xa thì những cái cờ á, những cái cờ mà ngũ sắc á, cờ ngũ sắc á, nó giăng rất là nhiều trên cái con đường dẫn vào đền vua An Dương Vương. Bởi vì cứ mỗi một cái lần đến kỳ lễ hội thì người ta sẽ cắm cái cờ đó. Và di tích lịch sử ở đây thì đó chính là cái Cổ Loa Thành, đúng nào, gắn liền với một cái thời kỳ mà vua An Dương Vương đã xây dựng đất nước chúng ta, là đất nước Âu Lạc đó. Và cùng với đó là cái quá trình chiến đấu với giặc ngoại xâm ở phương Bắc, đó là Triệu Đà, hoàn toàn có thật ha. Chỉ có điều những câu chuyện về nỏ thần có hay không, những câu chuyện về Mỹ Châu biến thành châu thành ngọc như cái đoạn cuối của tác phẩm có hay không, thì đó lại là một cái câu chuyện mà không bao giờ có thể giải quyết được bằng cái câu trả lời một cách rất là xác thực được. Không có câu trả lời chính xác được, chỉ có thể là một niềm tin có thật. Các bạn, cô cho các bạn một cái từ này nó rất là quan trọng ha. Nó chỉ có, truyền thuyết nó chỉ gợi ra cho con người ta một cái niềm tin có thật. Niềm tin thì đơn giản là chúng ta tin thôi. Còn cái chuyện mà có thật hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà truyền thuyết nó gợi ra cho chúng ta một cái niềm tin có thật, nghĩa là chúng ta thật sự tin là có. Tại sao chúng ta tin là có? Bởi vì đó là một phần lịch sử của chúng ta, đó là những gì gắn bó với cha ông, với tổ tiên của chúng ta, cho nên chúng ta tin là nó có thật, đơn giản vậy thôi nha.
Rồi, cái này thì cô nói thêm chút xíu ha. Gợi ra truyền thuyết nó gợi ra một niềm tin có thật. Chúng ta qua phần 2 La Mã. Một nhỏ. À xin lỗi các bạn ơi, thiếu rồi các bạn ơi, còn phần hai nhỏ nữa. Hai nhỏ là chúng ta nói về cái truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Nói về truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy, chúng ta có cái lưu ý đó là một là nó xuất xứ. Xuất xứ đó là nó trích từ truyện Rùa Vàng trong Lĩnh Nam Chích Quái. Thì các bạn chắc là lần đầu nghe cái cuốn Lĩnh Nam Chích Quái. Cuốn này á, là tuyển tập ghi lại những cái câu chuyện, ghi lại những cái câu chuyện nè, các bạn nhìn nè, quái nè, những câu chuyện kỳ lạ, đúng không? Quái trong cái từ là chẳng hạn như quái quái dị, kỳ quái á, nha, những câu chuyện kỳ quái ở đất gì, ở đất Nam, mà đất Nam là của chúng ta đó. À, xuất xứ nó được trích từ truyện Rùa Vàng nha. Rồi cái thứ hai là về bố cục. Bố cục thì các bạn sẽ này, cô nói luôn hai phần lớn, chia làm hai phần lớn. Đáng lẽ học ở lớp thì các bạn sẽ nói, sẽ đọc tác phẩm và nói. Ở đây cô nói cho nó nhanh, đó là các bạn sẽ thấy cái tên của tác phẩm nè, truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy. Cho nên bố cục của tác phẩm chia làm hai phần rất là rõ. Một cái phần liên quan đến việc dựng nước, liên quan đến việc dựng nước của An Dương Vương, thì chúng ta gọi là An Dương Vương xây thành chén nọ. Hai đó là nó liên quan đến cái câu chuyện nước mất nhà tan và câu chuyện tình bi kịch của Mỹ Châu Trọng Thủy, cho nên cô sẽ gọi là cảnh nước mất nhà tan và bi kịch tình yêu. Ủa? Mỹ Châu Trọng Thủy. Rồi, giờ chúng ta qua cái phần 2 La Mã là đọc hiểu văn bản nha. Rồi, một, chúng ta sẽ tìm hiểu về bài học dựng nước, bài học dựng nước của vua An Dương Vương. Rồi, và hai thì giống như bố cục vậy đó, cảnh nước mất nhà tan ha.
này cô chỉ ghi trước thôi, còn một hồi thì mình sẽ tìm hiểu sau. Rồi. À, 1.1 chúng ta nói về vai trò của vua An Dương Vương. Của An Dương Vương trong sự nghiệp dựng nước. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ nói về cái bài học. Cái tức là từ đó chúng ta ra được cái bài học dựng nước như thế nào ha. Kết cấu của chúng ta nó là như vậy. Thế là bây giờ chúng ta đi vào cái vai trò của vua An Dương Vương trong cái lúc mà đất nước ta chưa có cái tên là nước Âu Lạc, đúng không? Thì An Dương Vương đã có công rất lớn, các bạn cũng biết rồi đó. Bây giờ mình sẽ đọc sơ qua trong tác phẩm chứ không có thời gian để mà đọc thành tiếng hết. Với này cô đã dặn các bạn về nhà đọc rồi. Thế là các bạn cho cô biết là cùng với những cái kiến thức lịch sử các bạn đã biết về An Dương Vương, thì vua An Dương Vương đã có những cái việc làm nào, đã có những việc làm nào mà giúp cho chúng ta có được đất nước Âu Lạc. Cô mời bạn nào phát biểu nha. An Dương Vương đã làm gì để xây dựng đất nước, để dựng nước? Các bạn xem trong cái sách giáo khoa đó, người ta có ghi rất là rõ. À, một bạn đọc cái đoạn từ đầu đi, cho đến chỗ nào cô kêu ngừng lại thì ngừng. À, cô mời bạn bạn Ngân nè, bạn Ngân mới vô đọc cho cô đi. Ngân ơi. Dạ. Đọc, dạ, rồi, cô. Đọc đi Ngân. Dạ. Vua An Dương Vương nước Âu Lạc, họ thuộc Tên Phán, xây dựng ở đất Việt Thường, hệ đắp tới đâu lại lỡ tới đấy. Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đạo bách thần. Khoan. Con đọc cho kỹ lại, xây thành chứ không phải xây dựng. Xây thành ở đất Việt Thường, đọc từ từ thôi. Đọc lại nè. Alo, đọc lại đi. Dạ con. Cô, khoan cô. Cái máy con nó nhỏ xíu à. Đọc đi mọi người nghe. Dạ. Dạ, vua An Dương Vương nước Âu Lạc, họ thuộc Tên Phán, xây dựng ở đất Việt Thường, hệ đắp tới đâu lại lỡ tới đấy. Ủa sao con xây dựng hoài vậy ta? Dạ. Ủa sao con xây dựng hoài vậy? Sách con ghi thì sao? Xây gì? Xây gì? Sách con ghi là xây gì? Xây dựng hả? Con đọc kỹ lại chút xíu đi. Dạ. Xây gì ở đất Việt Thường? Dạ, xây thành ở đất Việt Thường. Hệ đất tới đâu lại lỡ tới đấy. Vua bèn lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần. Ngày mồng 7 tháng 3, bỗng thấy một cụ già từ phương Đông tới trước cửa thành mà than rằng: xây dựng thành này biết bao giờ cho xong được. Vua mừng rỡ đón vào trong điện, thi lễ hỏi rằng: ta đắp thành này đã nhiều lần băng lỡ, tốn nhiều công sức mà không thành, thế là cớ làm sao? Cụ già đáp: sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công. Nói rồi từ biệt ra về. Hôm sau, vua ra cửa đông chờ đợi, chờ thấy một con rùa vàng từ phương đông lại, nổi trên mặt nước, nói sỏi tiếng người, tự xưng là sứ Thanh Giang, thông tỏ việc trời đất, âm dương, quỷ thần. Vua mừng rỡ nói: điều đó chính cụ già đã báo cho ta biết trước. Bèn dùng xe bằng vàng rước vào trong thành. Thành xây nửa tháng thì xong, thành rộng hơn ngàn trượng, xoắn như hình trôn ốc, cho nên gọi là Loa Thành, còn gọi là Quỷ Long Thành, người thời Đường gọi là Côn Lôn Thành,
lấy lẽ rằng nó cao lắm. Rùa vàng ở lại 3 năm rồi từ biệt ra về. Vua cảm tạ nói, nhờ ơn của thần, thành đã xây được. Nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống? Rùa vàng đáp, vận nước suy thịnh, xã tắc an nguy đều do mệnh trời. Con người có thể tu đức mà kéo dài thời vận. Nhà vua ước muốn, ta có tiếc chi? Bèn tháo vuốt, đưa cho nhà vua mà nói, đem vật này làm lẫy nỏ, nhằm quân giặc mà bắn thì sẽ không lo gì nữa. Dứt lời trở về biển đông. Vua sai Cao Lỗ làm nỏ, lấy vuốt rùa làm lẫy, gọi là nỏ Linh Quang Kim Quy Thần Cơ. Về sau, Triệu Vương là Đà cử binh xâm lược phương Nam, cùng vua giao chiến. Vua lấy nỏ thần ra bắn, quân Đà thua lớn, chạy về Châu Sơn, đắp lũy không dám đối chiến, bèn xin hòa. Rồi, không bao lâu. Tới đây rồi, tắt mic giùm cô. Bạn mình đọc tới đây cũng chính là cái phần đầu tiên ở trong bố cục mà cô viết hồi nãy. Vậy bây giờ bạn nào cho cô biết là An Du Vương đã làm gì để dựng nước Âu Lạc? Cô chỉ hỏi ý thôi, cô không có cần các bạn diễn đạt cái gì dài dòng hết trơn á. Theo các bạn nhận thấy là để có thể có được cái đất nước Âu Lạc thì An Du Vương đã làm những công việc chủ yếu nào? Giơ tay giùm cô. Không giơ tay là cô gọi nha. Số 4. Thưa cô, là vua An Dương Vương xây thành cổ lo với lại chế tạo nỏ. Một là cô ghi sai nha. Chưa biết đúng sai cô cứ ghi lại. Xây thành cổ loa và gì nữa kẹt nó lại giùm cô. Chế tạo nỏ. À đúng rồi, đó là và chế nỏ. Rồi. Các bạn đồng ý với bạn Kiện hết không? Câu trả lời rất là tốt ha. Đó là xây thành và chế nỏ. Thì thực ra hồi nãy là cô cũng đã nói trên này rồi nè. Là xây thành chế nỏ chính là hai công việc quan trọng liên quan đến vai trò của vua An Dương Vương. Vậy thì An Dương Vương đã xây thành như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu có phải đầu tiên là cái thành xây được liền hay không? Cô mời bạn số 3. Số 3 đâu rồi? Ủa đâu mất tiêu số 3 này, nãy giờ chắc nó làm cái gì rồi quá hà. Số 3. Nãy giờ làm gì? Mới gắn gì lo vô lại cô. Nãy giờ bị gì? Bị sứt ra nãy giờ. Rồi vậy nãy giờ nghe cô nói không? Để nghe. Nghe phải không? Rồi vậy trả. Vậy trả lời cho cô biết đi. Là cái công việc xây thành của vua An Dương Vương nó có suôn sẻ ngay từ đầu hay không? Dạ không. Mà nó như thế nào? Nó khó khăn. Gặp nhiều khó khăn. Cụ thể của những khó khăn đó kể ra. Cái khó khăn lớn nhất đó là gì nè? Khó khăn lớn nhất của việc xây thành. Ủa này trong truyền thuyết cũng biết mà đâu cần phải đọc truyện đâu. Đúng không? Không lẽ tới giờ chưa biết chuyện An Dương Vương bị cho rồng thủy, không biết chuyện cổ lo thành. Cô mời bạn Quang nãy cô cho số mấy quên rồi ta. Nãy cô chưa cho số mấy luôn không? Bạn Quang thôi, bạn Quang số 1 đi bạn Quang. Yeah. Rồi, bạn Quang trả lời nha cô ơi. Dạ, khó khăn là tốn nhiều công sức tiền của. Tốn nhiều công sức tiền của? Tại sao nó lại tốn nhiều công sức tiền của? Tại vì làm xong rồi nó bị hư. Làm xong rồi nó... Không phải làm xong rồi nó bị hư mà là chính xác là gì? Nó chưa có xong. Nó bởi vì nó làm đến đâu thì nó làm sao? Nó lỡ. Đúng rồi, thì nó lỡ đến đấy. Đó. Đấy là cái khó khăn lớn nhất. Cứ xây đến đâu thì nó lỡ đến đấy. Và theo như khoa học thì mình thấy là cái thành trung ốc không hề dễ xây, đúng không? Thành trung ốc thì các bạn biết là cái hình của con ốc.
Không, nó xoắn xoắn xoắn, nó theo vòng tròn như thế này nè, cái thành nó kết cấu như một cái vòng tròn xoắn lại. Còn về 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 truyền thuyết á, thì người ta nói rằng bị yêu ma quấy phá, đúng không? Bị yêu ma quấy phá, bị yêu quái quấy phá, nhưng mà nhà vua có bỏ cuộc không các bạn? Nhưng nhà vua không bỏ cuộc ha, làm đến đâu thì lỡ đến đấy, do yêu quái quấy quấy phá. Thế nhưng mà ở đây chúng ta để ý cái thái độ của vua, đó là nhưng vua không bỏ cuộc, nhưng vua không nản chí, vẫn kiên trì để mà xây ha, không bỏ cuộc, vẫn kiên trì. Kiên trì đó nó không đem lại cái kết quả nhiều như mong đợi, thì nhà vua cũng lại tiếp tục là tìm ra cái cách khác. Vậy cái cách khác mà nhà vua tìm ra đó là gì? Cô mời bạn số 5. Cách khác mà nhà vua tìm ra đó là gì con? Nghĩa là lập đàn. À, lập đàn trai giới, à ghi đầy đủ ha, lập đàn trai giới. Rồi gì nữa? Nghĩa là xây cầu. Cái gì? Sai cầu. Cầu đàn. Cầu đảo bách thần. Cầu đảo bách thần. Cầu ở đây là cầu xin. Cầu đảo bách thần có nghĩa là cầu xin tất cả các cái vị thần để mà giúp cho mình ha. Còn lập đàn trai giới, các bạn xem cái chú thích trai giới ở trong sách giáo khoa, các bạn thấy chưa? Trai giới đâu rồi? Là giữ mình trong sạch. Ngày xưa trước khi tế lễ một thời gian, người làm lễ phải kiêng nhiều điều để giữ mình trong sạch. Vậy thì đối với một nhà vua thì cái việc mà trai giới này phải nói là cả một cái tâm ý, đúng không? Đặt để vào nó thể hiện được cái sự nghiêm túc và chân thành của vua ha, trong cái việc mà cầu xin này. Vậy thì lập đàn trai giới, cầu đảo bách thần, vua An Dương Vương đã được cái điều gì? Khi đó vua An Dương Vương đã được cái điều gì đây? Cô mời bạn số 6. Kết quả. Kết quả là gì con? Nó cô là được một cụ già từ phương Đông tới chiếc Đúng rồi. Đúng rồi, có một cụ già từ phương Đông tới, đúng không? Cụ già này phải rùa thần không? Cụ già này phải rùa thần không? Có mất tiêu rồi. Dạ phải. Ôi, cụ già này phải rùa thần không? Vậy số 7. Khánh nó nói phải kìa. Dạ Ừ. dạ không phải Vậy chứ cụ già này tới để làm gì đây? dạ tới để đưa tin vậy cô À, cụ già từ phương Đông tới để đưa tin gì? dạ À, là sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công, là cái đó là sứ cái gì? Sứ Thanh Giang đó là mới là vừa vừa về. đúng rồi đó. Như vậy là các bạn thấy là khi có một cụ già từ phương Đông đến thì vua đã mời vào điện, vua mời vào điện. Các bạn để ý nha, là tư cách là một vị vua và cụ già này là vua không biết là ai hết, nhưng mà tức là không phải trong vai một cái vị thần, nhưng mà vua vẫn là hành lễ mời vào điện và lắng nghe ý kiến của cụ già này, lắng nghe ý kiến cụ già. À, ý kiến đó là gì? Đó là vua hãy ra cửa đông, ra cửa đông để mà đón sứ Thanh Giang. Thưa sứ Thanh Giang chính là rùa rùa vàng đó. Bây giờ từ cái việc làm này nè, mình có thể thấy được vua An Dương Vương là một người như thế nào. Từ đây chúng ta rút ra một cái nhận xét. Một người làm một cái công việc mà dù nó gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên trì để mà làm, đó không nào?
Thực ra cái điều trước đó chúng ta còn phải suy nghĩ nữa, đó là tại sao mà vua lại nghĩ ra là xây thành hình rung ốc. Rõ ràng có một cái tâm ý nào đó trong cái việc nghĩ là mình cần phải xây thành quách để bảo vệ đất nước, đúng không? Rồi xong rồi, cụ già từ phương Đông tới, không biết là ai nhưng vẫn mời vào điện lắng nghe ý kiến. Thế thì chứng tỏ vua An Dương Vương là một người như thế nào, một vị vua như thế nào nhỉ? Cô mời bạn tiếp theo là bạn Nhi, số 8. Số 8 đâu rồi? Ừ. Từ đây con có nhận xét gì về vua An Dương Vương nè? Hay là muốn muốn đợi nói luôn về cái quá trình chế nỏ rồi nhận xét luôn một lượt. Đây bây giờ chúng ta nói về quá trình chế nỏ đi. Là Nhi nói cho cô nghe nè. Cái quá trình chế nỏ được bắt đầu từ khi nào? Tức là quá trình lúc rùa vàng xuất hiện rồi sao nữa? Rùa vàng tặng nó liền hả? Dạ không, rùa vàng ở lại 3 năm. Rồi từ về Gomez rồi mới tặng cho vua nỏ. Bạn nói là rùa vàng ở lại 3 năm rồi mới tặng nỏ. Có đúng như vậy không các bạn? Có đúng là sau 3 năm thì rùa vàng tặng nỏ cho vua không? Tự nhiên cái tặng hả? À, không? Có không? Bạn Tiên, số 9 nè. Dạ. Dạ lúc mà rùa vàng từ biệt với nhà vua. Vậy cái nếu có giặc ngoại thì lấy gì mà chấm? Rùa như vậy, vàng tháo vuốt đưa cho nhà vua. Như vậy là cái nguyên nhân mà rùa vàng tặng cái vuốt rùa cho vua là gì? Có phải là tặng làm kỷ niệm không? Giờ ở 3 năm rồi, giờ từ biệt về tặng vua làm kỷ niệm, có phải vậy không? Dạ không. À, vậy nó xuất phát từ nguyên nhân nào? Dạ là muốn nhà vua lấy vuốt để làm nỏ, để chấm lại. À, có phải tự nhiên mà rùa vàng tặng vuốt cho vua hay không? Vậy cô mời bạn tiếp theo, bạn số 10, Ngân. Dạ thưa cô, là do là rùa vàng đã biết trước được sự an nguy của thành cho nên là mới tặng cái móng vuốt cho nhà vua. Hồi nãy giờ vẫn chưa có bạn nào trả lời được chính xác cái chỗ này cả. Nếu như vậy thì cái công cuộc dựng nước này, công cuộc giữ nước này là do thần linh quyết định hết rồi, đúng không? Có bạn nào có ý kiến khác không? Quay trở lại. Đâu? Ai giơ tay? Nãy giờ các bạn nói về cái nguyên nhân mà rùa tặng vuốt cho nhà vua thì cô thấy nó chưa có được hợp lý. Mới nghe qua thì tưởng đâu như vậy á. Nhưng mà kỳ thật á, các bạn để ý kỹ lại các bạn sẽ thấy nguyên nhân không phải tự nhiên mà rùa tặng tháo vuốt của mình để tặng cho vua. Ai thấy nè? Hồi nãy bạn mình đọc ra đúng chi tiết rồi luôn á, nhưng mà tới hồi diễn giải là sai. Bạn, cô mời bạn số 1. Dạ, tại vì nó có một chỗ nói là an nguy đều do mệnh trời, con người có thể tu đức mà kéo dài thời hạn, thời vận. Và tại vì trước đây ông vua này ông sống tốt cơ, cho nên là rùa vàng cũng giúp. Ông vua tu đức. À, do ông vua có đức. Nhưng mà cái đó là cái một phần rất là nhỏ, một phần rất là nhỏ để mà giải thích cho cái việc là vì sao rùa thần giúp vua. Nếu hỏi là vì sao rùa thần giúp vua thì sẽ trả lời giống như bạn Quang là được, là vì có thể là vua đã có cái sự tích đức ở trước đó cho nên được thần linh chứng giám. Nhưng câu hỏi là vì sao mà có cái việc rùa thần tặng vuốt để làm nỏ, có thể giúp vua chuyện khác cũng được, đúng không nè? Cái nãy bạn Tiên bạn đọc đúng cái chi tiết rồi đó, là
Vua An Dương Vương hỏi, hỏi gì? Đây nè. Vua An Dương Vương hỏi: "Nhờ ơn của thần, thành đã xây được, nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống?" Khi vua An Dương Vương hỏi như vậy thì rùa vàng mới đáp lại. Có nghĩa là khi có người nhờ, khi có người lo lắng tới vận mệnh của đất nước thì rùa vàng mới giúp đỡ, chứ không phải tự nhiên rồi về rồi lo lắng cho vận mệnh của đất nước, dùng cho vua rồi rùa vàng mới tặng vuốt cho vua, không có chuyện đó ha. Nên chỗ này các bạn lưu ý kỹ, đó là khi giúp vua xây thành xong thì rùa vàng đã tặng vuốt cho vua để làm lẫy nọ. Và lý do đó là vì cái gọi là cái đó có thể gọi là cái câu hỏi, nhưng mà cũng có thể gọi là lời theo ra. Ủa cái gì vậy nè? Thanh Hương hả? Thanh Hương ý kiến gì vậy Thanh Hương? Thanh Hương ơi. Hồi nãy cô. Thanh ừ. Hồi nãy gì? Hồi nãy vô tay hả? Hồi. Rồi bỏ tay xuống nghe. Hồi nãy sao cô không thấy? Rồi bạn đã tặng thuốc cho vua để làm lẫy nọ. Vì câu hỏi của vua. Đây nè, hồi nãy cô hỏi vì cái gì ha? Là vì câu hỏi của vua. Vua hỏi sao, cô tóm tắt lại. Đó là thành nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống? Giặc ngoài lấy gì mà chống? Này mà rùa vàng mới tặng chứ không phải tự nhiên mà tặng. Sau đó thì vua tiếp theo thì vua cho Cao Lỗ, đúng không, cho một cái người thợ chuyên làm lẫy nọ, là một công thần của đất nước ta hiện nay. Cũng có một cái chỗ là thờ Cao Lỗ nữa các bạn, đó là sai Cao Lỗ làm nọ. Và chế tạo ra nỏ thần. Bắn bách phát bách trúng. Đó. Đến đây thì chúng ta đã hoàn toàn có thể rút ra được những cái nhận xét về cái phẩm chất của vua An Dương Vương rồi đó. Rồi, đến đây chúng ta thấy An Dương Vương là một người như thế nào? Nè, cô mời bạn nhận xét nè. Bắt đầu trở lại bạn số 1 nè. Vua An Dương Vương là một người có tinh thần trách nhiệm cao. Các bạn khoan hãy ghi nha, này cô ghi nháp trước nha. Là một người có tinh thần trách nhiệm cao. Rồi. Tinh thần cảnh giác. Có tinh thần cảnh giác. Gì nữa không? Thông minh sáng suốt. Thông minh sáng suốt. Rồi. Cô ghi cái phải theo trật tự chứ hả? Vậy thì cái từ có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần cảnh giác. Mình đừng dùng từ thông minh, kỳ lắm. Vua mà mình dùng từ thông minh, là một người anh minh đi. Anh minh nha. Rồi, có tinh thần trách nhiệm cao.
anh minh sáng suốt, anh minh là nó có nghĩa là sáng suốt rồi đó. Dùng một trong hai từ này ha, là một người sáng suốt hoặc là một người anh minh, có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần cảnh giác. Rồi, thực ra thì cái tinh thần cảnh giác này nó chính là một trong những cái biểu hiện của tinh thần trách nhiệm. Tại vì vua là tinh thần trách nhiệm là với đất nước mà. Nhưng mà thôi mình cứ ghi đi, tại vì nó là một cái ý, giống như là một cái ý nổi bật của tinh thần trách nhiệm. Rồi, bạn Quang còn bổ sung gì nữa không Quang? Còn gì nữa? Rồi, cô mời bạn tiếp theo. Bạn số 3. Còn thiếu nè, cái phần, thực ra cái phần nhận xét của bạn bạn Quang là chưa có đủ đâu. Bởi vì bạn thấy nè, xây thành Cổ Loa gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì và nghĩ ra cái cấu trúc của Cổ Loa Thành, đó là một điều không hề đơn giản đối với những cái con người bình thường, đúng không? Từ đây chúng ta thấy thực ra An Dương Vương ngoài là người anh minh, một vị vua anh minh sáng suốt, là một vị vua đi ha, là một vị vua anh minh sáng suốt đó, thì còn có cái gì nữa các bạn? Cái đó người ta gọi là gì? Cái mà nghĩ ra được xây thành hình trung ốc nè, thành xây tuy nhiều khó khăn bị quấy phá nhưng mà không bỏ cuộc, vẫn kiên trì đến cùng nè. Thế vua làm người như thế nào nữa? Dùng từ gì? Dùng từ gì giờ? Số 4. Có ý chí. Có ý chí. Cô sẽ dùng là từ bản lĩnh. Ha, có bản lĩnh. Cái người mà thường là người anh hùng của dân tộc á, các bạn thấy Đâm Săn cũng như thế, bây giờ An Du Vương cũng như vậy ha, là người có bản lĩnh. Bản lĩnh gì? Chúng ta sẽ thêm một cái tính từ cho nó, đó là bản lĩnh vững vàng. Nghe bản lĩnh vững vàng thì nó bao hàm cái chỗ mà có ý chí đó. Rồi. Tuy nhiên là còn thiếu nữa nè, tức là vua mời vào điện lắng nghe ý kiến nè, thì còn thấy vua là người như nào nữa? Số 4 nói tiếp cho cô nè. Cái cô là một người ân cần. Một người ân cần hả? Ở đây chúng ta không dùng từ ân cần, bởi vì ân cần nó sẽ giống như cái sự chăm sóc của cô giáo hay là bảo mẫu hay là gì đó. Ta sẽ dùng cái từ gì mà nó phù hợp với cái địa vị của một người bề trên nhưng mà dành cho ở dưới. Biết lắng nghe. Đúng rồi, biết lắng nghe. Rồi. Biết lắng nghe và trân trọng ý kiến của nhân dân. Trân trọng ý kiến của nhân dân. Đó. Rồi. Có tinh thần cảnh giác này, cô bổ sung một ý nữa, đó là quyết tâm chống giặc. Quyết tâm chống giặc. Chứ không phải là xây đất nước ra rồi bỏ đất nước ở đó, đúng không? Cái công cuộc dựng nước nó đã khó rồi mà cái công cuộc giữ nước nó còn khó hơn nữa. Cho nên là nhà vua quyết tâm là không có bỏ cuộc. Ở chỗ này cô có ghi chỗ là trân trọng ý kiến của nhân dân này. Các bạn có hiểu không? Theo các bạn tại sao cô nói là trân trọng ý kiến của nhân dân? Ai có thể nghĩ ra được nè? Nó nằm ở chỗ này nè. Một cụ già từ phương Đông tới. Thì cụ già... thường là cái người có nhiều kinh nghiệm đó nào, và đây là một cái từ, một cái danh từ xưng hô chung dành cho những cái người có kinh nghiệm ở trong nhân dân. Và từ phương Đông tới, phương Đông thì cũng là đang nói về cái phương của chúng ta đó, chúng ta là người ở phương Đông, cho nên là cái chi tiết này nó cho chúng ta hiểu cái ý ngầm của tác giả dân gian, là phải chăng tác giả dân gian đang muốn đề cao cái sự giúp sức, cái sự hỗ trợ của nhân dân không hề để cho người anh hùng của mình đơn độc trong cái quá trình dựng nước, mà vẫn luôn luôn đồng hành với họ, vẫn luôn luôn cùng với họ để mà gỡ những cái nút thắt. Ở đây nhân dân không phải là người trực tiếp giúp cho vua thành công trong cái việc xây thành, nhưng rõ ràng nó đã thể hiện cái sự đồng thuận, cái sự ủng hộ của nhân dân đối với cái vị anh hùng đã lo cho đất nước. Các bạn hiểu bài chưa?
Ngay đây cô sẽ dừng lại, cô nói một chút xíu về các cái chi tiết kỳ ảo. Các chi tiết kỳ ảo. À, bởi vì hồi nãy mình có nói là chi tiết kỳ ảo là một trong những cái yếu tố nó làm cho cái câu chuyện truyền thuyết nó mang cái màu sắc lung linh hơn. Nó giống như một cái chiếc áo mà khi mặc lên á thì các cái nhân vật lịch sử và các cái sự kiện lịch sử nó bỗng trở nên kỳ diệu hơn rất là nhiều. Câu chuyện truyền thuyết cũng chính vì thế mà hấp dẫn hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà sau khi tìm hiểu một cái phần nào đó của câu chuyện thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem các yếu tố kỳ ảo đằng sau, tức là đằng sau cái lõi của lịch sử đó thì những chi tiết kỳ ảo đã hỗ trợ như thế nào trong cái quá trình mà truyền tải cái thông điệp đến với người đọc, đến với người nghe ha. Bây giờ chúng ta sẽ kể ra nào. Theo các bạn thì đâu là những chi tiết kỳ ảo? Mỗi người nói một ý cho cô ha. Hồi nãy tới bạn số 4 rồi đúng không? Bây giờ tới số 5. Dạ là con rùa biết nói tiếng người. Ok, con rùa. Đừng ghê nha. Đợi nào cô xong hết rồi hả ghê nha. Bởi vì cái trật tự nó có thể mấy bạn nói không đúng á. Con rùa. Đây cô ghi con rùa thần để cho dễ ha. Con rùa thần là mở mật đơn là biết nói tiếng người. Ok. Rồi, tới bạn số 6. Đáp của cô là tự xưng là sứ thanh thanh vang, không tỏ việc trời. Thì nó vẫn là nằm trong con rùa thần nè. Rùa thần nè. Biết nói tiếng người rồi không tỏ việc trời gì đó thì vẫn là cái ý nằm trong đó thôi. Nói ý khác cho cô. Đáp của là giúp vua xây thành. Giúp vua xây thành thì cũng là con rùa thần, hiểu không? Tức là cái ý con rùa thần này nè là nó đã bao hàm hết cái ý nãy rồi. Chi tiết nào nữa? Nói chi tiết khác thôi. Cô mời bạn số 7. Dạ thưa cô là cái con rùa nó tự đưa cái gì của nó cho vua làm cái nỏ. Mới đó mà đã quên là nó đưa cái gì rồi, thiệt luôn á. Nó đưa cái vuốt, đưa cái vuốt cho vua làm lẫy nỏ. Nhưng vấn đề là bây giờ con rùa hay cái vuốt? Dạ. Nếu là con rùa là mình đã nói rồi, cho nên mình sẽ không nói liên quan con rùa nữa nha. Thấy không? Vậy giờ nói gì nè? Bạn Thủy Tiên giơ tay à? Thủy Tiên, cô mời Thủy Tiên. Dạ thưa cô là cái nỏ thần bắn bách phát bách trúng. Đúng rồi, chi tiết nỏ thần ha. Chi tiết con rùa thần nè, thì nó sẽ bao hàm tất cả những cái gì liên quan đến con rùa thần. Rồi chi tiết nỏ thần. À, chính xác, đó là có hai cái ý kỳ ảo. Một đó là nó được làm từ gì? Từ vuốt của rùa thần, đúng không? Và hai đó là nó bắn bách phát bách trúng. Ok, rất tốt ha, bắn bách phát bách trúng. Rồi còn chi tiết nào mà các bạn cho là nó kỳ ảo đúng không, liên quan đến cái đoạn này thôi nha. Còn cái nữa các bạn thấy nó có kỳ ảo hả? Cô gợi ý là trước chi tiết con rùa thần. Có ai biết không, giơ tay. Trước chi tiết rùa thần là gì các bạn? À, cô mời bạn số 4. Thưa cô là chi tiết là xuất hiện ông cụ thông báo về sự xuất hiện của rùa thần. Đúng rồi. Xuất hiện. Sự xuất hiện của cụ già từ phương Đông. Các bạn phải thấy đây là một chi tiết cũng thần kỳ chứ. Tại vì đầu tiên đâu có xuất hiện đâu. Đầu tiên không hề xuất hiện.
Khi vua lập đàn trai giới cầu đảo bách thần thì mới có một cụ già. Vậy điều đó chứng tỏ rằng khi mà nhà vua thực sự lo lắng cho vận mệnh của đất nước, khi mà nhà vua muốn là có được một cái sự hỗ trợ từ phía bên ngoài, thì lúc đó nhân dân mới xuất hiện. Cho nên cái chi tiết này cũng là một chi tiết kỳ ảo. Rồi, còn bạn nào thấy được nữa không? Còn một cái nữa cô gợi ý luôn là trước cái chi tiết này nữa. Đó là gì? Ai thấy nè? Cô mời Thanh Hương. Dạ, cô là cái xây dựng thành tới đâu thì nó lại dở tới đó, nhưng mà tự nhiên cái con rùa nó xuất hiện thì cái thành nó được xây. Nè, con nói chỗ này nè, con nói vậy nó sẽ không tập trung ý được. Đó là việc xây thành bị yêu quái quấy phá. Ha, thì cái chỗ này là cái chỗ cái chi tiết là bị yêu quái quấy phá này thì mình sẽ thấy nó là kỳ ảo. Hiểu chưa Hương? Có nghĩa là phải nói sao mà mang tính chất tập trung vô cái chỗ đó thôi. Được không? Rồi, vậy thì từ những cái chi tiết kỳ ảo này, tụi con sẽ rút ra được một cái nhận xét. Đó là nó sẽ giúp gì? Nó giúp gì cho cái quá trình hiểu về ý nghĩa của tác phẩm. Từ đây chúng ta thấy được cái ý nghĩa của nó. Đương nhiên là nó làm cho cái câu chuyện trở nên lung linh hơn rồi nè. Cái đó là chúng ta đồng ý với nhau nha. Bây giờ ghi cái ý đó trước nha. Nó khiến câu chuyện lung linh hơn. Rồi gì nữa? Nhiều màu sắc hơn. Hấp dẫn hơn. Rồi, ý này chúng ta đồng tình với nhau. Nhưng có bạn nào có suy nghĩ thêm gì nữa không? Ngoài ra nó còn có cái ý nghĩa gì nữa không các bạn? Ví dụ cô gợi ý nha. Nãy mình nói rồi á. Ví dụ từng cái nha. Việc xây thành bị yêu ma quấy phá thì ý nghĩa gì? Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái nó cho chúng ta hiểu rằng cho chúng ta hiểu hiểu những cái ý sau đây. Thứ nhất là cái công cuộc dựng nước là không hề gì. Ai bỏ vào cho cô một chữ là không hề gì mấy bạn? Không hề dễ dàng ha. Nó chứng tỏ công cuộc giữ nước là không hề dễ dàng. Thứ hai, sự xuất hiện của cụ già từ phương Đông thì nó chứng tỏ được cái sự đồng thuận và giúp sức của nhân dân. Đúng không? Thứ ba, đó là chi tiết con rùa. Nó chứng tỏ gì? Ai biết? Bây giờ mấy bạn nói đi, cô không nói nữa. Tới đây dễ rồi. Sự xuất hiện của rùa thần. Cô mời bạn Tiên. Dì hư cô là sự ủng hộ với đồng tình của vị thần. Đúng rồi, tắt giùm mẹ cái đèn nghe con. Đúng rồi con. Công cuộc bảo vệ đất nước. Đúng rồi, đó là sự mình dùng từ gì đây? Sự ủng hộ đi, nãy đồng thuận giúp sức rồi. Bây giờ là sự ủng hộ của thần linh. Đúng không? Sự ủng hộ của thần linh đối với ai con? Đối với ai Tiên? Đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đối với người. Giúp đây là giúp vua mà. Nhưng mà người đó như thế nào? Sự ủng hộ của thần linh đối với người. Người gì? Yêu nước. Người yêu nước. Người anh hùng. Có cái gì? Có cái quyết tâm xây dựng đất nước ha. Chỗ này giống gì? Giống với ai đã học rồi các bạn? Nhớ không? Giống với ai mà cũng được thần linh giúp đỡ, vì đó là người anh hùng luôn luôn suy nghĩ cho cộng đồng của mình. Đâm xăm cô. Đúng rồi, đó là giống với đâm xăm. Các bạn sẽ thấy nó sẽ có những cái nét giống nhau như vậy á, ha, liên quan đến người anh hùng. Rồi còn gì nữa không?
Còn chi tiết nữa thôi, đó là chi tiết nỏ thần. Thì theo các bạn nó có ý nghĩa gì? Chỗ này ai ai giỏi sẽ nghĩ ra được nè. Đâu, thử nói cô nghe, cô không nói. Theo các bạn tại sao lại xuất hiện chi? Tức là tại sao lại có một cái mà nó kỳ diệu đến như vậy? Tại sao lại có một cái vũ khí mà bắn phát nào là trúng phát đó? Thì cái cách giải thích của truyền thuyết á, đó là vì nó được làm từ vuốt của rùa thần. Nhưng thật ra làm gì có, đúng không? Chúng ta thừa biết là làm gì có một cái vũ khí như vậy. Cho nên khi mà tác giả dân gian sáng tạo ra cái chi tiết đó thì chắc chắn là tác giả dân gian đã gửi trong đó những cái ý nghĩa nào đó mà họ mong muốn. Vậy thì theo tụi con, họ gửi trong đó cái điều gì? Họ gửi trong đó điều gì? Đâu, ai biết được nè, ai biết được sẽ được điểm cộng nè. À, cô mời bạn Tiên. Dạ cô, là cái trình độ sản xuất vũ khí của Cao Lỗ. Trình độ sản xuất vũ khí của Cao Lỗ. Trình phản ánh trình độ sản xuất vũ khí của Cao Lỗ. Bây giờ cái này cô chỉnh lại chút xíu ha. Nó phản ánh cái trình độ sản xuất vũ khí, mà không phải chỉ của Cao Lỗ không, mà là của cái thời, của thời thời gì, thời đó kêu là thời gì, của thời Âu Lạc, đúng không? Mà chính xác đó là vũ khí bằng đồng. Tại vì thật ra là cái đó là cái thời đại của đồ đồng đó. Thời đại của đồ đồng, các bạn thấy trống đồng Đông Sơn áo nào? Rồi, nhưng mà nói chung là ghi nhận một cái ý là như thế, và lát nữa chắc có thể là bạn Tiên trả lời câu hỏi nữa thì cô sẽ cho một cái dấu cộng. Nhiều cái dấu cộng gộp lại thì cô sẽ quy đổi nó thành thành cái quà cho các bạn. Quà đó có thể là quà hiện vật, cũng có thể là quà voucher cho các bạn ha. Rồi, còn gì nữa không? Cô bật mí là nó còn phản ánh một cái nữa, tức là liên quan đến cái chỗ chi tiết nỏ thần này nè. Ngoài cái việc nó phản ánh trình độ sản xuất vũ khí của thời Âu Lạc cũng khá là phát triển, đúng không? Rất phát triển đi. Rồi, ghi về cho nó hết ý nha. Thì nó còn có phản ánh một cái nữa, và phản ánh cái nữa, ai biết? Cô mời bạn số 5. Dạ là trách nhiệm của An Dương. Trách nhiệm của An Dương Vương thì mình đã nói trong cái phần mà ý nghĩa của việc tại sao mà rùa thần tặng vuốt rồi. Mình nói trong tại sao rùa thần tặng vuốt là tại vì nó cái câu hỏi của An Dương Vương nó đã thể hiện cái trách nhiệm của nhà vua rồi. Còn ở đây cô hỏi là cái chi tiết kỳ ảo á, cái chi tiết mà cái nỏ thần bắn trong phát trong trúng á, thì nó đã phản ánh cái gì? Thì một bạn Tiên nói được rồi, đó là phản ánh cái trình độ sản xuất rất là phát triển, xin lỗi, sản xuất vũ khí rất là phát triển vào thời Âu Lạc. Nhưng mà còn có phản ánh một cái nữa ha. Bạn Thiện suy nghĩ tiếp ha. Cô mời bạn số 1. Là nó cho thấy cái sức mạnh của người Âu Lạc. Sức mạnh của người Âu Lạc. Sức mạnh thì là phải là cái gì đó liên quan đến cái con người của họ. Chứ còn đằng này cái nỏ là cái vũ khí mà. Nhờ có cái vũ khí mà họ mới chiến thắng được. Nếu mà gọi là như thế thì nó đã nằm trong cái chỗ vũ khí này rồi nè. Vũ khí phát triển rồi nè. Tượng trưng thì phải tượng trưng cho cái gì của người Âu Lạc, chứ không phải tượng trưng cho sức mạnh. Chắc
chấm 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 này bỏ đây ha, của con người, con người thời đó. Thời đó thì sẽ thay thế cho con người thời Âu Lạc ha, không lặp lại từ. Vậy bây giờ phải bỏ vô cho cô đây phản ánh cái gì của con người thời đó. Đó, gợi ý tới đây rồi đó. Cô mời bạn Thủy Tiên. Bạn Thủy Tiên trả lời đúng câu này nữa là cô cho điểm cộng nha. Vô là cái sức chiến đấu của người Âu Lạc. Sức chiến đấu hả? Sức chiến đấu thì cũng giống như sức mạnh của bạn Quang rồi, đúng không? Mà cô đã nói là sức mạnh, sức chiến đấu gì đó thì nó phải được thể hiện bằng một cái khả năng nào đó của con người. Còn đằng này, cái này nó là vũ khí mà. Nó là cái vũ khí, cái đó là cái ngoài con người, cái đó là cái giúp cho con người thôi. Cho nên cũng chưa phải. Bạn khác đi. Cô mời bạn, nãy bạn Thanh Hương giơ tay, bỏ tay xuống rồi hả? Cô mời bạn số 4 nè. Thưa cô, là nó phản ánh sự sáng tạo của con người thời đó. Phản ánh sự sáng tạo của con người thời đó. Sáng tạo thì vẫn nằm trong cái gì đây? À, kẹt kẹt, cái micro của con nó ồn kinh khủng. Kẹt. Dạ. Không biết sao mình ồn, mỗi lần con bắt lên nó rất là ồn. À, cái nãy bạn kẹt nó là sự sáng tạo. Thì sự sáng tạo nó nằm trong trình độ không các bạn? Trình độ là nó sẽ bao gồm là một là tay nghề và hai là sự sáng tạo, đúng không? Cho nên cũng không phải luôn. Tất cả những cái ý của bạn mình nói nãy giờ nó đều nằm trong cái ý thứ nhất này hết trơn rồi nè. Được chưa? Rồi ai bỏ vô dấu chấm chấm này nãy cho cô coi nè. À, cô mời bạn Ngân. Ngân. Dạ thưa cô, là nó sẽ phản ánh được cái sự đồng tâm giúp đỡ của cả nhân dân thời Âu Lạc. Đồng tâm giúp đỡ của nhân dân. À, thực ra đây là cái của rùa thần mà. Rùa thần tặng cho con người, tặng cho cái người anh hùng. Thì cái ý đó mình đã nói chỗ này rồi nè. Sự ủng hộ cô boy, cô highlight đó nè, thấy không? Sự ủng hộ của thần linh đối với người anh hùng có quyết tâm xây dựng đất nước. Cho nên nó là của nhân dân thì nó lại không phải nữa nè, của thần linh. Mà của thần linh là mình đã nói rồi, đúng không? Đúng không Ngân? Các bạn có thấy cô share cái màn hình không nhỉ? Thấy không Ngân? Dạ dạ dạ. Thấy không, thấy không? Dạ thấy rồi cô. Ok, rồi. Bây giờ còn bạn nào khác nữa không nè? Bây giờ bạn còn bạn số 1. Nó phản ánh cái sự cảnh giác. Phản ánh sự cảnh giác. Cái chi tiết nỏ thần phản ánh sự cảnh giác. Nghe nó có kỳ kỳ không các bạn? Nếu mà nói là cái việc làm nỏ, cái việc mà tại sao An Dương Vương làm nỏ thì đúng là vì nó, tức là cái chi tiết đó đã cho chúng ta thấy được cái sự cảnh giác của vua. Nhưng mà hỏi là tại sao lại sáng tạo ra cái chi tiết nỏ thần bắn bách phát bách trúng đối với quân địch như vậy, làm cho quân địch phải khiếp sợ, thì ý nghĩa là nói về sự cảnh giác thì nó lại bị không phù hợp, đúng không? Cô nói vậy các bạn thấy là rõ ràng là nó bị không phù hợp rồi đó, phải không? Rồi tiếp tục suy nghĩ nữa nè. Đó, cứ suy nghĩ đi rồi cô sẽ phản biện cho các bạn. Rồi từ từ mấy bạn sẽ suy nghĩ ra thôi. Ha. Cô mời bạn số 5. Dạ là sự lơ là của con người. Sự lơ là của con người. Đâu? Cái nỏ thần này là nó giúp cho con người chiến thắng mà. Thì không thể nào nó nói một cái nghĩa anti lại được. Nó không có nói cái nghĩa ngược lại được, đúng không? Không thể nào một cái giúp cho con người chiến thắng thì nó lại phản ánh là con người lơ là được. Không có hết. Chắc không ai được hết trơn quá, buồn quá. Không ai lấy điểm hết trơn. Còn ai nữa không? À, bạn Quang với bạn Ngân vẫn còn giơ tay hay giơ tay mới hay là giơ tay cũ vậy con? Bạn Ngân là giơ tay mới phải không? Phải không tay Ngân? Tay cũ á cô, tay cũ. À tay cũ hả? Rồi dạ. Thôi bây giờ cô sẽ nói ha, cô sẽ nói đi để cho nó mất thời gian nè. Tóm lại tụi con cũng đã tư duy được vấn đề nhưng mà chỗ này tụi con chưa chưa nghĩ ra được.
thì cô sẽ bỏ vào. Đó là nó phản ánh ước mơ, nó phản ánh cái ước mơ, cái khát vọng của con người thời đó. Đó là ước mơ khát vọng gì các bạn? Đến đây thì các bạn trả lời được không? Đó là ước mơ khát vọng có được một vũ khí, có được một vũ khí thần kỳ. Con người thời đó để làm gì các bạn? Để làm gì? Để chống giặc ngoại xâm. Để chống giặc ngoại xâm. Các bạn lưu ý cái từ ước mơ, cái từ khát vọng thì nó sẽ nói cho chúng ta biết rằng vào thời đó nó có được một cái vũ khí này không? Nó có được một vũ khí thần kỳ để chống giặc ngoại xâm không các bạn? Cùng trả lời với cô nè. Đó là nó. Nó không hề có, đúng không nào? Nó không hề có. Con người của chúng ta vào thời kỳ gọi là phải lần đi trong cái buổi hồng hoang đó, thì con người chúng ta rất là vất vả để mà chống lại giặc ngoại xâm. Nhất là giặc gì? Giặc phương Bắc. Nhất là giặc phương Bắc. Cho nên cái nguyện vọng đó, cái ước mơ đó, họ gửi cả vào trong cái chiếc nỏ thần. Họ gửi cả vào trong một cái thứ vũ khí thần kỳ mà họ tin rằng, họ mong rằng, họ ước ao rằng nếu như có được nó thì họ sẽ không sợ bất cứ một cái loại giặc ngoại xâm nào cả. Được chưa? Nó phản ánh cái sự thật đó ha. Sự thật là chúng ta không có. Rồi. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Rồi bây giờ chúng ta sang cái cuối cùng của cái phần số 1 này. Đó là từ đây chúng ta rút ra được bài học dựng nước 1.2 không? 1.2 bài học dựng nước. Rồi. Thế thì từ đây chúng ta có thể kết lại rằng để mà có thể xây dựng được đất nước thì chúng ta cần có cái sự anh minh, có được cái tầm nhìn chiến lược, và tấm lòng chân thành của vua. Các bạn thấy muốn dựng được một đất nước thì chúng ta phải có ba cái vai trò, ba cái sức mạnh. Một đó là phải là vua, người đứng đầu của một đất nước. Hai là gì các bạn? Hai chắc chắn phải là dân rồi, đúng không? Hai phải là nhân dân rồi, sự đồng lòng của nhân dân. Và thứ ba nữa đó chính là cái sự cảnh giác cao độ của cả vua và dân, đúng không nào? Của vua nè, sự anh minh của vua nè, rồi sự đồng lòng của dân đối với vua. Đối với vua trong buổi đầu dựng nước. Ba đó chính là sự nêu cao cái bài học cảnh giác của cả vua và dân. Các bạn hiểu rằng nếu như không có cái bài học cảnh giác này thì vua làm gì hỏi rùa thần là nay nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống, đúng không? Mà nếu như vua không hỏi thì rùa thần sẽ không tặng vuốt, mà không tặng vuốt thì sẽ không có làm nỏ, mà không làm nỏ thì sao? Thì khi giặc phương Bắc xâm lược thì chúng ta sẽ bị thất bại. Cho nên cái bài học cảnh giác này nó đã được nhắc đến với chúng ta trong lúc mà chúng ta đang xây dựng đất nước. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần số 1, đó là cái phần bài học dựng nước liên quan đến cái quá trình liên quan đến vai trò của vua An Dương Vương. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần số 2 là cảnh nước mất nhà tan và bi kịch tình yêu của Mỹ Châu Trọng Thủy, được không? Thứ nhất đó là gì đây?
nguyên nhân của cái bi kịch này, nguyên nhân mất nước, đúng không? Nguyên nhân mất nước là sao đây? Một bạn nói giùm cô. Ngay đây chúng ta thấy là dựng nước nó đã khó, nhưng giữ nước lại càng khó hơn nữa. Các bạn nhớ có một cái người đã nói trước đền của vua Hùng cái câu này hay không? Đó là ai vậy? Ai đã nói trước đền vua Hùng cái câu nó giống như câu cô mới ý mới nói á? Ai biết? Vua Hùng đã có công, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước, đúng không? Đó là câu nói của bác ha, trước cái đền thờ của vua Hùng. Chính vì vậy mà cái việc mà chúng ta dựng nước á, chúng ta dựng nước ghi bằng cái chuột khó quá ha. Cái việc dựng nước nó đã khó rồi, cái việc giữ nước nó lại càng khó hơn nữa. Thế nhưng mà chúng ta dựng nước thành công mà cuối cùng chúng ta lại thất bại ở cái khâu giữ nước, thì đó chính là một trong những cái điều mà đáng tiếc của lịch sử, phải không nào? Nhưng nó cũng là con đường tất yếu của lịch sử thôi. Nếu như mà chúng ta không có một cái sự giữ đất nước một cách đúng đắn thì cái lịch sử sẽ được thay thế bằng một cái triều đại khác nha. Đương nhiên để có cái triều đại khác đó thì chúng ta sẽ phải đi qua một cái khoảng thời gian rất là dài của cái sự bị đô hộ, đúng không? Vậy thì nguyên nhân là như thế nào? Cô mời bạn số 3 nói cho cô nghe nè. Số 3 đâu? Dạ. Nhanh lên. Tại vì An Dương Vương sao mà mất nước đây? Nguyên nhân mất nước. Ủa trời, cái gì vậy? Tại sao không biết? Là lý do là một là chưa hề biết chuyện An Dương Vương và Mỹ Châu Trọng Thủy hay là sao? Chưa đọc, chưa biết. Hồi đó giờ chưa hề biết luôn. Nghe tên không à? Rồi bây giờ đọc. Bây giờ con là người đọc, con đọc tiếp cho cô từ ngay chỗ không bao lâu. Đọc đi. Không có sách cô à? Không có sách luôn. Rồi bây giờ thôi nghe mấy bạn đọc nha. Tại vì cô đang xài cái laptop của thầy cho nên cô không có cái file đó. Mời bạn bạn gì? Bạn Kiệt, đọc đi Kiệt. Dạ, không bao lâu Đà cầu hôn, vua vô tình vẽ con gái là Mỹ Châu cho con trai Đà là Trọng Thủy. Trọng Thủy dỗ Mỹ Châu cho xem trợ nó thần, rồi ngầm làm một cái đẩy nỏ khác, thay vuốt rùa vàng, nói dối là về phương Bắc thăm cha. Thôi được rồi, cô mời bạn khác đọc. Thiện đọc đi, cái loa của con bị ổn quá. Thiện đọc thiệt. Nói rằng tình vợ chồng không thể lãng quên, nghĩa mẹ cha không thể dứt bỏ. Ta nay trở về cha, nếu như đến lúc hai nước thất hòa, Bắc Nam cách biệt, ta lại tìm nàng lấy gì làm dấu đáp tiếp phận nữ nhi? Nếu gặp cảnh biệt ly thì đau đớn khôn xiết, kiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau. Rồi đọc tiếp giùm cô đi Khánh. Khánh nè. Cô Trọng Thủy mang lẫy thần về nước, Đà được lẫy cảm mừng, bèn cử binh sang đánh. Vua Cậy có nỏ hần, vẫn điềm nhiên cánh cờ, cười mà nói rằng Đà không sợ nỏ hần sao. Quân Đà tiến sát, vua cầm lấy nỏ, thấy lẫy thần đã mất bèn bỏ chạy. Vua đặt Mỹ Châu ngồi đằng sau ngựa rồi cùng nhau chạy về phương Nam. Cô mời bạn Hương đọc tiếp nè. Số 7, Hương. Đọc tiếp rồi. Dạ. Rồi đọc tiếp đi con.
Cầm Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi. Dạ. Rồi sao nữa? Có sách không? Dạ có. Đọc đi. Dạ. À, Cầm Thủy nhận dấu lông ngỗng mà đuổi, vui chạy tới bờ biển. Đường cùng, không có thuyền qua bèn kêu rằng: Trời hãy ra, sứ Khăn Giang ở đâu, mau, mau lại cứu. Vừa vàng hiện lên mặt nước, hét lớn: Kẻ ngồi sau lưng chính là giặc đó. Vua bèn rút kiếm chém Mỹ Châu. Mỹ Châu khấn rằng: Kiếp là phận rái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lần trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù. Rồi được rồi, để cô đọc tiếp cho. Mỹ Châu chết ở biển, máu chảy xuống nước, trai sò ăn phải đều biến thành hạt châu. Vua cầm sừng tê bảy tấc, rùa vàng rẽ nước dẫn vua đi xuống biển. Đời truyền nơi đó là đất Dạ Sơn, xã Cao Xá, phủ Diễn Châu. Quân Đà kéo tới đấy không thấy bóng vết gì, chỉ còn lại xác Mỹ Châu. Trọng Thủy ôm xác Mỹ Châu đem về tán ở Loa Thành, xác biến thành ngọc thạch, Mỹ Châu đã chết. Trọng Thủy thương tiếc khôn cùng, khi đi tắm tưởng như thấy bóng dáng Mỹ Châu, bèn lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò được ngọc ở biển Đông, lấy nước giếng này mà rửa thì thấy trong sáng thêm. Nhân kiên tên Mỹ Châu cho nên gọi ngọc Minh Châu là Đại Cửu và Tiểu Cửu. Rồi, thế là bây giờ chúng ta đã đọc xong rồi, thì chúng ta thấy nguyên nhân mất nước là vì An Dương Vương bắt đầu sai lầm từ chỗ nào? Bạn Minh nói lại cho cô nghe nè. Khi giao con gái cho Triệu Đà. Phải, trời ơi, mới vô giao con gái cho Triệu Đà rồi, thấy sợ chưa? Thấy sợ chưa? Giao rồi nào? Làm gì có? Làm gì có giao con gái cho Triệu Đà? Hả? Giao rồi, giao Mỹ Châu ở bên đây cho đến khi mà bà chết mà. Phải giao con gái cho Triệu Đà không? Cô mời bạn Nhi nè. Nhi đâu? Số 8 đâu? Cô. Ừ. Dạ, An Dương Vương mất nước vì vua gả con gái Mỹ Châu cho Trọng Thủy. Gả con rồi, gái. Rồi Trọng Thủy dụ dỗ Mỹ Châu cho xem trộm nỏ thần, rồi ngầm là một nỏ khác thay thế cái nỏ thần đó. Bây giờ là tiếp theo là Mỹ Châu là bị Trọng Thủy lừa sao? Lừa để mà tráo nỏ thần. Chúng ta không kể quá dài dòng ha, chúng ta chỉ nói là cái chi tiết đó là cho thấy là lừa để mà tráo nỏ thần. Tráo nỏ thần thì chúng ta biết là tráo lấy nỏ thật để lại nỏ giả rồi, đúng không? Và gì nữa? Chưa, tới đây chưa mất nước đâu. Đúng không? Nếu như tới đây mà vua An Dương Vương có cái tinh thần cảnh giác thì sẽ không có mất nước, cho nên nó còn có một cái cuối nữa là gì các bạn? Đó là gì đây? Tiên, nói cho cô nghe Tiên. Khi? Dạ cô, khi An Dương Vương mất cảnh giác. Không phải, đó là khi quân giặc đã tới gì đây? Đã tới đâu? Tới cửa. Đã tới cửa thành. Thì An Dương Vương vẫn còn sao đây? Ngồi đánh cờ. Đúng rồi. Vẫn ngồi điềm nhiên đánh cờ. Thì vì gì? Vì chủ quan đã có gì? Đã có nỏ thần. Đến đây là mới bị giặc xâm lược, nhưng mà đương nhiên thì cái phần phía sau nữa, nếu như mà tới đây là mất nước rồi nhưng mà còn vì sao chết nữa thì là lại là một chuyện khác ha. Lát nữa chúng ta nói. Các bạn ghi vào ha.
đây là cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mất nước. Nhưng mà theo các bạn, tại sao mà An Dương Vương gả con gái cho Trọng Thủy thì gọi là sai lầm thứ nhất? Theo các bạn, tại sao ngay đây là sai lầm? Tại vì người ta đã sinh hòa với mình rồi thì mình gả cho được không? Tại sao ngay đây có phải là sai lầm không các bạn? Có bạn nào ý kiến gì không? An Dương Vương gả Mỹ Châu cho Động Thủy có sai lầm không? Có bao giờ tay hết chưa vậy? À, số 1 nè, theo con. Dạ, con nghĩ là sai. Tại sao sai? Dạ, tại vì làm mất cảnh giác, không chịu đề phòng. Thực ra Trọng Thủy là một người cũng là một người tài, và bây giờ thì Triệu Đà cũng đã thua rồi, cho nên gả Mỹ Châu cho Trọng Thủy thì cũng đâu có vấn đề gì đâu. Con hãy chỉ ra sự sai lầm ở chỗ này nè. Chỗ này đây là con của ai? Con của kẻ thù. Con của kẻ thù. Kẻ đã từng xâm lược mình. Kẻ đã từng đem quân đi xâm lược mình. Nhưng mà họ thất bại. Mình phải đề phòng chứ. À, đi xâm lược đất nước mình. Nhưng mà tới đây thì cô nghĩ là nó cũng không đến nỗi sai nhiều lắm đâu. Cũng còn bình thường, nếu mà hai người yêu nhau thì vẫn có thể cho kết hôn được để mà tạo ra cái tình hòa hiếu giữa hai đất nước, đúng không? Nhưng mà cái sai chỗ này nè. Sai chỗ này nè, ai nói tiếp cho cô nè, chỗ này còn thiếu ý. Như Vân gả con gái Mỹ Châu cho Đồng Thủy nhưng lại gì các bạn? Đâu? Bạn nào giơ tay nè. Cái chỗ này mới sai lầm nè. Thấy không? Cô mời Thủy Tiên. Chị hư cô là chủ quan. Chủ quan sao? À, nhẹ dạ cả tin vô Trọng Thủy. Cả tin chỗ nào? Tức là nhưng lại cho, con phải nói ra rõ nè, nhưng phải lại cho Trọng Thủy nói. À, không, cho Trọng Thủy ở rể, còn cho Trọng Thủy xem nổi thần là Mỹ Châu. Chúng ta đang nói về An Dương Vương. Sai lầm thứ nhất là từ An Dương Vương nè. An Dương Vương gả con gái của mình cho con của kẻ thù mà cái kẻ đó đã từng đem quân đi xâm lược đất nước mình. Nhưng mà cái sai lầm nữa đó là lại cho Trọng Thủy ở rể. Các bạn viết chữ rể dấu hỏi cho cô nha. Rể dấu ngã là cái rễ cây á. Cái này mới sai lầm nè, đúng không? Nhưng mà nói chung là sai lầm này cũng còn chấp nhận được. Thì ở rể không sao hết. Tiến tới cái sai lầm thứ hai là sai lầm về mặt của Mỹ Châu. Mỹ Châu bị Trọng Thủy lừa tráo nổi thần. À, mà cụ thể đó là cho Trọng Thủy xem trộm nổi thần. Chỗ này Mỹ Châu sai sao đâu, ai phân tích giùm cô coi. À, bây giờ Mỹ Châu thì nghĩ đơn giản đó là chồng của mình. Chồng mình thì muốn xem thì mình cho xem thôi, đúng không? Thế là dẫn Trọng Thủy đi vào cái phòng bí mật để mà cho Trọng Thủy biết cái nỗi thật. Thế thì Mỹ Châu sai ở chỗ nào? Ai phân tích cho cô thấy cái sai của Mỹ Châu xem. Mỹ Châu có sai không? Nếu các bạn con gái khi mà được yêu cầu như vậy thì các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn thử đặt vị trí của mình là Mỹ Châu để các bạn xem cái Mỹ Châu có sai không. Cô mời Thanh Hương nè. Dạ, nếu như mà em ở vị trí của gì ta? Mỹ Châu thì em nghĩ lúc đó thì nó sẽ không sai với cô, nhưng mà đứng về phương diện khác thì mình thấy Mỹ Châu sai. Tại vì Mỹ Châu đừng nói cái Mỹ Châu chứ, thấy Mỹ Châu sai. Phương diện khác là phương diện nào? Thứ nhất nè, xét ở phương diện gì thì Mỹ Châu đúng? Xét ở phương diện
diện là vợ rất là giỏi đó, xét ở phương diện là vợ thì có thể thông cảm, có thể thông cảm cho mẹ chồng. Rồi chấm bảy. Nhưng thường ở ngoài nhìn vô cô, ở ngoài nhìn vô là cái gì? Hương là nó chuyên gia là nó hiểu nhưng mà nó diễn đạt không được. Nhưng xét ở phương diện con ráng con tập cái chỗ diễn đạt này nha, cái chỗ dùng từ là cái khâu yếu nhất của con á. Nhưng xét ở phương diện dạng gì? Con hiểu đúng rồi đó, phương diện ở ngoài nhìn vô, nhưng mà phương diện gì? Dạ mình hả? Phương diện xã hội ha, phương dạ. diện xã hội, cái mà ngoài nhìn vô là cái xã hội á, còn cái kia là phương diện gia đình ha. Xét ở phương diện gia đình à, trong tư cách là vợ thì có thể thông cảm, nhưng xét ở phương diện xã hội thì phương diện xã hội Mỹ Châu tư cách là gì, là ai hả? Dạ. Mỹ Châu là vợ, vừa là cá nhân. Cái gì vậy? Xét ở phương diện gia đình là vợ rồi thì thông cảm được, tại vì chồng yêu cầu thì vợ nói chung là cũng có thể lén lén để mà cho xem cái bí mật này được. Nhưng mà xét ở phương diện xã hội thì Mỹ Châu không phải là vợ của Trọng Thủy, mà Mỹ Châu là gì? Mỹ Châu là con gái. Con gái ai? Gái của An Dương. Trời đất ơi, nói vậy không thấy được tư cách xã hội của Mỹ Châu. Đây là một cá nhân cơ. Không, xét phương diện xã hội Mỹ Châu là người công chúa. Cái gì mà nó bum 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 hoài vậy nè? Xét ở phương diện xã hội là công chúa của một đất nước, bỏ chữ một trước đi, là công chúa của một đất nước ha. Anh Hương nhớ nha, đây là tư cách xã hội, hiểu chưa? Cho nên là lấy một cái công việc mà nó có tính chất xã hội. Ở đây là gì? À, nhưng xét ở phương diện xã hội là công chúa của một đất nước thì Mỹ Châu đã sai. Sai ở chỗ nào? Sai đó ở là chỗ. Đó, nói đi con. Sai chỗ nào? Chồng. Tin tưởng chồng mình hết lòng yêu Hương. Cái đó không có sai. Cái việc mà tin tưởng chồng, hết lòng với chồng là không sai. Cái đó thì thông cảm được. Nhưng mà sai chỗ nào? Sai chỗ là cái nọ. Ai nói được nè, ai nói giúp bạn Hương được nè. Sai chỗ nào các bạn? Cô mời Thủy Tiên. Vô cô là nghĩ tới hạnh phúc của cá nhân. Nghĩ tới hạnh phúc nha. Thực ra đây cũng phải hạnh phúc của cá nhân, mà mình bỏ đi cái vế đó, mình nói là quên đi cái gì thôi. Quên đi. Là vì mối quan hệ cá nhân nè, chứ không cá nhân mà quên đi. Rồi quên đi gì, bỏ vô. Quên đi gì con? Quang nè, Quang giúp bạn em. Quang như câu là quên đi việc phải giữ bí mật cho đất nước. Ở đây cô sẽ dùng cái từ đó là quên đi trách nhiệm. Quên đi trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân. Công chúa thì cũng phải lo cho nhân dân chứ, đúng không? Thế nhưng mà đã đi quên đi cái trách nhiệm của mình, đang là một công chúa, đang là một cái người mà cũng có cái trọng trách chính trị, chỉ nhớ lại cái trách nhiệm cá nhân thôi à. Quên đi cái vai trò của mình, phải không nào? Trong khi đó, nỏ thần này không phải là một thứ đồ chơi bình thường, mà nó là một bí mật quốc gia.
đúng không, mà quên đi trách nhiệm đối với nhân dân, đối với đất nước, đó là đã làm lộ cái bí mật quốc gia. Sai là sai chỗ đó đó, chứ còn cái việc mà cái việc đây nè, cái chỗ này nè có thể thông cảm, bởi vì sự trong sáng, đúng không, bởi vì sự trong sáng rồi ngây thơ à, cho nên nhẹ dạ cả tin à. Nhưng mà chỗ này thì vẫn có thể thông cảm được, chỉ có điều là công chúa của một đất nước mà quên đi trách nhiệm của mình thì không chấp nhận được ha. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây thôi à, chúng ta bị lố giờ nhiều rồi, cô sợ là nó sẽ ảnh hưởng tới những giờ sau á à, cho nên là mình sẽ nghỉ ở đây ha à, bữa sau mình học tiếp. Tạm biệt các bạn.